Rồi, chào các anh chị em nhà mình ha. Chúng ta kiểm tra lại âm thanh xem lần nữa xem được chưa mọi người. Con Cyber, các bạn biết tại sao sáng nay nó có một cái nhịp lao lên không? Nó đi theo cái chạc 4 giờ, nó đi theo cái chạc 4 giờ mà đằng trước mình vẽ bên trên Marine á. Nó quay lại nó test cái chạc này, các bạn sẽ không nhìn rõ bằng cái chạc của bên Bybit đằng trước mình vẽ. Đây nè, nó quay lại nó cắt lại cái vùng này nè. Sau khi nó cắt vùng này, nó cắt cái khung lớn đó, nó về vùng RSI tiềm cận 30 á, và nó sẽ có một nhịp bật lên rất là mạnh, bật lên rất là mạnh à. Đó. Rồi, các anh em mình có câu hỏi thì viết ra ha. Còn khoảng 3 phút nữa là chúng ta bắt đầu. Sáng nay mình sẽ giải đáp một số câu hỏi cho các anh chị em của còn sót lại của hôm qua nữa. Bạn admin Hàng Lập á, sẽ hướng dẫn cho mấy anh em về những cái cơ bản, hoặc là trade về Forex, FX hay là kênh gốc. Các bạn thắc mắc về kênh gốc gì đó thuộc của bên 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 Forex á, bạn sẽ hướng dẫn về những cái cơ bản đó cho các anh em. Cái thời gian tháng 9 á, mấy anh em học viên á, nên tham gia, nó chỉ có 10 đô, không 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 bao nhiêu cả. Tại vì cái thời gian tháng 9 á, để mở cho anh em xem nè. Đây, hiện giờ đang là 630 đô rồi, tổng giải rồi. Thì cái thi giải tháng 9 các bạn nên nên vào để luyện. Nó chỉ có 10 đô nhưng mà trả bao nhiêu cả, nhưng mà nó sẽ giúp cho các bạn được nhiều thứ lắm, học được nhiều kinh nghiệm lắm. Và cái này nó sẽ có cái giải nhất đó là cộng 50% phí, giải giải nhì nó là 30% phí. Ví dụ cái này là 600 đi, nó mà lên 1.000 thì 50% đây sẽ là 500. 30% đây sẽ là 300. Mà cái này chắc dự dự kiến là khoảng 2.000 chứ không dưới 1.000 đâu, nó sẽ khá nhiều ấy. Và đợt này mình có thay đổi nhiều nhiều cái luật chơi. Ví dụ như giải ba sẽ là 10%, còn 10% còn lại, 10% còn lại sẽ chia đều cho mấy anh em từ giải tư đến giải 20. Nhưng mà cái đợt này á, mình có chích trong đây 200 đô, nhưng chích ở đây là mình dùng 200 đô trong 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 cái khoản tiền này nè, mình trade lên cho mọi người đâu đó thì sẽ cố gắng trade lên khoảng 500, 800, thậm chí 1.000. Thì thành ra chúng ta có 10% phí. Cái mình cầm 200 đô trong đây nè, mình trade lên thì cái khoản lợi nhuận đó sẽ thấy vô 10% phí này, sẽ gộp vô 10% phí này của những bạn từ hạng tư cho đến hạng 20. Thì thành ra những cái bạn nhiều khi những bạn từ hạng tư hạng 20 nhận nhận cái tiền thưởng còn có thể là còn nhiều hơn những bạn giải ba giải nhì nữa, là cũng có khả năng có. Và mình chích 200 trong này ra, mình cầm khoảng 200 trong này ra, mình đánh lên cho mọi người để tạo cái quỹ từ từ hạng tư cho đến hạng 20 á. Thì cái này mà mất á, thì mình bỏ vô 200 lại cho mọi người thôi à. Còn lời thì mình vẫn để đó, mình để đó làm cái quỹ chung cho mọi người từ hạng tư đến hạng 20. Và nhưng mà thêm một cái điều kiện nữa là các bạn đặt bên sàn họ ràng á, là những bạn mà những bạn mà thi giải như thế này nè, cái volume tối thiểu một tháng á, nó phải là 500k. Thực ra 500k là tính luôn đòn bẩy, cho nên nó sẽ rất là nhanh. Ví dụ như tài khoản 500 hay 1.000, ví dụ tài khoản 1.000 đi, đánh 500 đô, đánh đánh ít 50 một lệnh thôi là nó đã là 50.000 rồi. Đánh có 10 lệnh là xong rồi, một tháng cỡ cỡ vài lệnh là tới rồi, đạt cái ngưỡng volume min đó rồi đó. Nó không khó ha. Trên cái giải tháng 9 này khá thú vị. Giải tháng 9 này nó sẽ luyện cho các bạn nâng một cái lĩnh vực mới là cái lực tay nâng lên. Vừa rồi mình có làm cái clip hướng dẫn cho mấy anh em để mấy anh em hiểu cần cái trò game giải của cần tháng, nó đều có một cái ý nghĩa riêng, đều có ý nghĩa riêng. Các bạn nói về chiến lược 2 rồi, sắp tới chúng ta học về bài chiến lược thì chúng ta học luôn ha. Và học về phân tích kỹ thuật mà chúng ta không quan tâm đến khối lượng giao dịch, chúng ta chỉ quan tâm giá thì còn non lắm, thật sự rất non, rất non à. Chú ý cái đó, bởi vì chính cái khối lượng giao dịch nó thể hiện thanh khoản à. Chính cái phe mua phe bán nó là tâm lý để nó tạo nên đường giá. Đường giá chỉ là cái quả thôi, còn khối lượng và tâm lý giao dịch nó là cái nhân. Cũng giống như mình nói rất nhiều với các anh em, ví dụ bất động sản đó à. Giả sử con này là bất động sản đi, con này giá 2 tỷ, ngày xưa giá ở đây 2 tỷ nè, tại sao giá ở đây 2 tỷ lại lên?
Nhưng bây giờ giá lên 2 tỷ mà tại sao nó lại nó có khả năng đi xuống? Cũng là cái mức giá 2 tỷ. Tại sao chúng ta lại đi phân tích về giá? Tại sao chúng ta lại phân tích về giá? Ngay cái bài đầu tiên, ngay cái định luật đầu tiên của Richard Wyckoff, người ta đã khẳng định là gì? Ông Richard Wyckoff, ông nói là đường giá phải được quyết bởi cung cầu. Đó là cái tiền đề chúng ta học tiếp. Tại sao ở đây 2 tỷ giá là lại khả năng lên, mà tại sao bây giờ 2 tỷ mà giá nó lại đi xuống? Vậy thì chúng ta sẽ không nhìn theo giá được, không nhìn theo giá được, mà chúng ta phân tích về về cái mặt khác. Ông Livermore, ông Jesse Livermore là một trong những cái người mà chùm phân tích về khối lượng, mà ông giấu là khi mà các bạn mà đọc cái quyển chết về chứng khoán của ông, các bạn sẽ thấy là ông bỏ ra một cái khoản tiền để lấy mấy cái tin tức rất là kịp thời từ cái dãy băng chuyền. Dãy băng chuyền là cái nơi mà ổng nhìn, ổng quan sát được cái khối lượng mua vào và cái mức giá luôn. Ổng nhìn trên đó và ổng ra vào lệnh ở những cái đó rất là kịp thời. Nhưng khi Richard Wyckoff đến phỏng vấn ổng, có đề cập đến cái việc là khối lượng đường giá được quyết bởi cái cung cầu khối lượng, thì ổng không có đồng ý. Ổng cũng không có phản bác, nhưng mà ổng cũng không đồng ý. Và ổng im lặng. Ổng im lặng. Và cuối cùng ông Richard Wyckoff ổng đi sâu vô cái phân tích về cung cầu. Nhưng mà chúng ta đọc sách thì chúng ta hiểu, chúng ta đọc cái quyển sách của ổng, chúng ta hiểu ổng lại là một cái người chuyên đánh về cung cầu, nhưng mà ổng không thừa nhận, ổng không muốn nói sâu về cái đó đó. Rồi để kéo lên xem thầy phải chia sẻ cái cách đi lệnh với vốn 200 đô được không, của đánh all in. Đó là sự thật của đánh all in 200 đô, thì nhưng mà một số bạn chưa quen thì các bạn sẽ khác, các bạn sẽ khác. Cũng giống như nếu mà cái thu nhập của một bạn 5 triệu đồng một tháng á, hay là 10 triệu đồng một tháng á, thì chúng ta thử hỏi họ, em thử chia sẻ cái cách mà em có thể mua được một cái iPhone 15 gần 50 triệu đồng. Cảm giác em cầm cái iPhone 15 là cảm giác như thế nào, em cho anh vài lời phỏng vấn được hay không? Chúng ta có thể hỏi họ như vậy. Và sau đó chúng ta cũng cùng một câu hỏi đó, chúng ta hỏi một cái người mà người ta đã có mấy cái bất động sản mấy chục tỷ rồi, mấy tỷ mấy chục tỷ rồi. Chúng ta có thể hỏi họ, anh có thể cho em một cái cảm giác mà anh để dành tiền anh mua một cái iPhone 50 triệu. Thì chúng ta thấy là nó khác nhau hoàn toàn. Hai người đó sẽ trả lời cho các bạn khác nhau hoàn toàn. Một cái đứa mà đi làm ở bên văn phòng, người ta sẽ nói là ồ, mình đã tích góp bao nhiêu năm, cuối cùng mình cũng sở hữu được một cái iPhone 15 chuẩn bị mới ra giá 50 triệu. Đó là một cái niềm tự hào của mình. Rồi mình sẽ chia sẻ cái này với người thân của mình. Còn một cái người mà người ta nói 50 triệu anh mua vài cây, màu này không thích anh mua màu khác. Các bạn hiểu hiểu cái ý nghĩa mình không ạ? À? Ý nghĩa mình muốn nói không ạ? À? Cho nên cái việc mà chia sẻ cái cách mà đi lệnh 200 đô á, nó lại tùy thuộc vào cái lực tay của mọi người. Có những người ta đã thu mấy chục ngàn đô rồi, người ta đánh 200 đô, người ta đánh vô vị lắm. Người ta không có cảm giác sợ hãi. Người ta không có cảm giác sợ hãi. Nhưng có những người mà người ta chỉ đánh 5 đô, 10 đô qua, người ta đánh 200 đô, người ta không dám đánh no name, người ta phải quản lý vốn trên đó. Cho nên thành ra khi mà các bạn mà hỏi làm sao để quản lý chia sẻ cái cách mà chia sẻ cái cách mà đi lệnh vốn 200 đô, thì thật sự có nói các bạn là có đánh online là thật. Tại vì có đánh online một lệnh coi đó là mấy ngàn rồi, thì 200 đô quản lý cái gì trên đó. Cho nên các bạn thấy cái vấn đề nó lại nằm ở chỗ tâm lý. Vậy thì làm sao để có thể tư vấn một phù hợp cho một cái người mà người ta cái lực tay người ta chưa đủ 200, người ta hỏi mình là bây giờ làm sao quản lý cái tài khoản 200 đó. Vậy thì cô sẽ hỏi bạn cái nỗi sợ của bạn. Cái nỗi sợ của bạn nó nằm ở đâu? Tại vì tôi phải biết cái nỗi sợ của bạn nằm ở đâu thì tôi mới tư vấn cho bạn được. Vậy thì có bạn sẽ phải trả lời cho tôi là nếu như mà bạn vừa vô lệnh xong bay liền 200 đô này, bạn có sợ không? Bạn có sợ không? Nếu mà bạn đã thua vài ngàn rồi, nó này không 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 có gì với em cả đâu, em thua vài ngàn rồi anh không sao đâu. Vậy thì nỗi sợ của bạn không nằm ở đó nữa. Vậy thì sẽ có cái cách đánh khác. Còn nếu như mà vào lệnh xong cháy liền 200, mà bạn bạn nói trời đời em chưa bao giờ cháy được cái mức 200 đô trong một lệnh, nhiều lắm em cháy 50 đô thôi, đừng đầu tiên em cháy, thì cái nỗi sợ của bạn khác. Và trong cái việc mà chúng ta vào lệnh đó, hay là quản lý vốn các kiểu mà các bạn để ý, nó đều xoay quanh cái nỗi sợ. Một khi mà cái nỗi sợ này của tâm lý chúng ta mà nó phát sinh ra rồi, thì chúng ta vào lệnh dù cho kèo đẹp hay không đẹp, chặt đẹp hay như thế nào đó, chúng ta đều sẽ thua. Đó là một cái sự thật. Bởi vì chính chúng ta sẽ thúc đẩy chúng ta phải chốt lời nhanh, chốt lời nhanh 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 đi, không chốt nó xuống nữa, giờ nó xuống 1% là biết bao nhiêu tiền rồi, chốt lời nhanh đi.
nên chúng ta sẽ tìm hiểu cái nỗi sợ đó. Và khi cái cách quản lý vốn tốt nhất là chúng ta sẽ tự tìm hiểu cái nỗi sợ của chúng ta. Nó cũng giống như cái việc là quản lý mà mình nói với các bạn là chia ra cái quỹ dự phòng. Ví dụ tài khoản 500 thì ngay ban đầu là bạn phải xác định là nếu như 500 này bạn bỏ ra mà nó âm khoảng bao nhiêu là bạn sẽ nghỉ, bạn không chơi nữa. Để tránh cái việc là bạn cháy 500 là bạn ngồi bạn khóc. Đúng không? Bạn ngồi bạn khóc. Thì chúng ta phải phải hỏi lại bây giờ 500 này có đáng sợ không? Các bạn nói không, vài ngàn em còn cháy 500 là gì? Em không sợ, ok. Vậy thì em không cần quản lý, em không cần để cái quỹ dự phòng, cháy 500 bỏ. Còn có những bạn nói không, em nghĩ là em mất nhiều lắm là 200 đô cho nó thôi. Em đánh cỡ nào em đánh, nhưng mà nếu mà lỡ cháy thì thôi cháy 300, 200 em phải giữ lại. Vậy cái nỗi sợ của em là nằm ở 200. Vậy em phải cắt cái nỗi sợ này để riêng ra. Cắt cái nỗi sợ này để riêng ra. Nỗi sợ của em đang là cần giữ lại 200 và mất nhiều lắm là 300. Vậy cái đây là nỗi sợ của em nè. Em cắt cái nỗi sợ của em ra. Và em đánh đánh mà nó chạm tới cái nỗi sợ của em mà nó âm 300 là thôi nghỉ. Còn giữ là 200. Thì đó là cái mức cho phép cái nỗi sợ của em. Đây là cái cách quản lý vốn. Quản lý vốn. Rồi nếu như trong quá trình mà đánh á, mà thằng này á, mà nó lên 400, nó lên 400 rưỡi. Vậy nếu như mà em vẫn cầm, thay vì em cầm 300 em đánh, mà bây giờ em cầm đến 400 rưỡi em đánh, khả năng nó chạm tới cái nỗi sợ của em á. Tại sao? Tại vì 10% âm 10% của 300 nó khác với âm 10% của 400 rưỡi. Nếu em sai, cái nỗi sợ này của em nè, nó bị đe dọa. Nó đe dọa đến cái 200 này của em liền á. Vậy thì làm sao ạ? À? Đừng có để cái mức này lên, reset lại luôn cầm 300, cam kết ngay ban đầu đánh. Không được để vượt quá cái nỗi sợ. Nó chạm đến nỗi sợ chúng ta nguy hiểm lắm. Không được. Chúng ta phải phải quản trị nó. Quản trị nó. Đúng không? Đó, làm bảo toàn cái này. Lãi bỏ vô đây. Để đây làm gì? Để bớt sợ. Lúc đó là trong đây lên 250 rồi, em bớt sợ hơn anh. Ngày xưa em năm âm 50 đô em còn sợ, bây giờ âm 50 đô mới quay lại cái ngưỡng cũ. Em bớt sợ hơn. Vậy thì bản chất cái quản lý vốn này là tìm hiểu cái nỗi sợ và tìm mấy cách mà hoạch định đó, quy hoạch nó lại, quy hoạch nó lại. Có nghĩa là trong quản trị kinh doanh đó, là các bạn vẽ một cái vòng tròn rủi ro, có bao nhiêu cái rủi ro có thể xảy ra, các bạn đưa hết vô trong này, đưa hết vô trong này. Giống như mấy 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 em mà đi hẹn với mấy mấy anh đó, đi chơi đó, có bao nhiêu cái rủi ro, đi sâu 12 giờ đêm là rủi ro, vô những nơi vắng người là rủi ro, vô khách sạn cực kỳ rủi ro, đưa hết những cái rủi ro này vô đây. Vậy nhìn xem còn cái nào không rủi ro nữa, không còn nữa. Ok, vậy thì nó nói anh, nó nói em ơi anh dẫn em đi ăn chè được không, ăn chè có nằm trong rủi ro này không? Không, đi với nó được, đi với nó được, đúng không? Dẫn vô công viên được không, công viên có nằm rủi ro này không? Nếu mà có không đi. Có nghĩa là chúng ta đang hoạch định cái rủi ro này, và cái rủi ro này chính là cái nỗi sợ của chúng ta. Thì quản lý vốn cũng như vậy. Quản lý tốt cái đó, tâm các bạn đánh thoải mái lắm, nhẹ nhàng lắm. Ở đây có ai đã cần cháy 1-2 ngàn đô nhưng mà chẳng may tài khoản đang còn cả 100 ngàn đô, các bạn không thấy sợ, các bạn không thấy sợ, đúng không? Vậy cái quản lý vốn nó nằm ở đâu? Nó nằm ở nỗi sợ ha, chú ý cái đó. Rồi, à 11 giờ mấy rồi, thôi. Bye các anh em nha, tối nay có một buổi Zoom. Hẹn gặp tối nay sau. Học bù lại sau.